bóng đá 24 giờ New trân trọng gửi tới quý vị độc giả lịch thi đấu bóng đá hôm nay, ngày 1 tháng 10 và rạng sáng ngày 12 tháng 10 được cập nhật mới nhất. Chính xác nhất từ các giải đấu, lịch thi đấu hạng nhất Việt Nam vòng 19, 16 giờ ngày 11 tháng 10. Huế và Quảng Nam, 16 giờ 30 ngày 11 tháng 10, Công an Nhan Gian và Vũng Tàu, 17 giờ ngày 11 tháng 10, Long An và Bình Phước. Lịch thi đấu Champions League vòng bảng, 23 giờ 45 ngày 11 tháng 10, bảng H Maccabi Haifa và Juventus FPT Play. 23 giờ 45 ngày 11 tháng 10, bảng G FC Copenhagen và Man City FPT Play. 2 giờ ngày 12 tháng 10, bảng E Dinamo Zagreb và FC Salzburg FPT Play. 2 giờ ngày 12 tháng 10, bảng G Dortmund và Sevilla FPT Play. 2 giờ ngày 12 tháng 10, bảng F Celtic và RB Leipzig FPT Play. 2 giờ ngày 12 tháng 10, bảng H Paris Saint-Germain và Benfica FPT Play. 2 giờ ngày 12 tháng 10, bảng E AC Milan và Chelsea FPT Play. 2 giờ ngày 12 tháng 10, bảng F Shakhtar Donetsk và Real Madrid FPT Play. Lịch thi đấu hạng nhất Anh vòng 9. 1 giờ 45 ngày 12 tháng 10, Wigan Athletic và Blackburn, lịch thi đấu vô địch quốc gia Scotland vòng 7, 1 giờ 45 ngày 12 tháng 10, Dundee United và Hibernian. Lịch thi đấu K-League 1, 13 giờ ngày 11 tháng 10, nhóm A Pohang Steelers và Ulsan Hyundai, 17 giờ 30 ngày 11 tháng 10. Nhóm A Incheon United và Jeju United, 17 giờ 30 ngày 11 tháng 10, nhóm A Jeonbuk FC và Kangwon FC, lịch thi đấu Malaysia Super League vòng 21. 18 giờ 30 ngày 11 tháng 10, Sarawak United và Selangor, 19 giờ 15 ngày 11 tháng 10, Pahang và Sabah FA, 19 giờ 15 ngày 11 tháng 10, Negeri Sembilan và Melaka United. 20 giờ ngày 11 tháng 10, Kuala Lumpur FA và Terengganu, 20 giờ ngày 11 tháng 10, Petaling Jaya City FC và Pulau Pinang. 20 giờ ngày 11 tháng 10, Johor Darul Tazim FC và Kedah, lịch thi đấu vô địch quốc gia Armenia vòng 10, 18 giờ ngày 11 tháng 10. Sirac và BKMA, 18 giờ ngày 11 tháng 10, Van và Lenain A, lịch thi đấu cúp quốc gia Cyprus vòng 1, 21 giờ ngày 11 tháng 10. Poakrona Onizilos và APOEL Nicosia, lịch thi đấu cúp quốc gia Séc vòng 3, 22 giờ ngày 11 tháng 10, Zaplonec và MFK Viskop. Lịch thi đấu cúp quốc gia Slovakia vòng 4, 20 giờ 30 ngày 11 tháng 10, FC Kosai và Komagno, lịch thi đấu vô địch quốc gia Colombia lượt 2. 4 giờ ngày 12 tháng 10, Patriotas và Deportivo Pasto, 6 giờ 5 ngày 12 tháng 10, La Equidad và Cortuluá, 8 giờ 10 ngày 12 tháng 10. Deportivo Pereira và Envigado, lịch thi đấu hạng nhất Thụy Điển vòng 26, 0 giờ ngày 12 tháng 10, Hamstad BK và Oergrai. 0 giờ ngày 12 tháng 10, Joenco Epping Sodre và Ikbrad, lịch đấu chi tiết mời các bạn xem trong phần mô tả nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi tin tức bóng đá 24 giờ New, đừng quên đăng ký kênh và bật chuông để nhận thông báo mới nhất về lịch thi đấu nhé các bạn.